Hôm nay thì xin nói về cái quá trình hình thành và phát triển trong nhóm. Để thông qua đó thì các bạn có thể biết được nhóm nó có những cái giai đoạn phát triển nào. Đấy. Rồi là để từ đó chúng ta hoạch định được cái chiến lược để phát triển nhóm, chiến lược để làm sao cho trong nhóm nó hoạt động tốt hơn. Vai trò, sau đó tôi sẽ đề cập đến vai trò của từng thành viên trong nhóm và phân ra vai trò cơ bản trong trong nhóm. Vậy thì ở đây chúng ta có cái vấn đề sau đó là cái nhóm phát triển của Thúc Bê. Thì nếu coi nhóm là một cái thực thể thì có thể nhận thấy rằng giai đoạn phát triển vòng đời của đa số các nhóm cũng giống như các cá thể như vậy, thì nhóm phải trải qua cái quá trình phát triển hình thành và trưởng thành. Nó từ của giai đoạn non trẻ, đúng không? Nó sẽ phát triển thành trong thời gian dài nó sẽ phát triển thành giai đoạn trưởng thành và nó sẽ lớn lên. Đấy. Thì một cái nhà tâm lý học người Mỹ ấy, đã từng nói như thế này: nhóm sẽ trải qua cái giai đoạn phát triển có thể dự đoán được. Mỗi giai đoạn thì gồm có những cái chức năng công việc và chức năng duy trì nhóm. Thì mô hình phát triển của một nhóm ấy, có những cái giai đoạn như sau. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn thành lập. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn thành lập. Giai đoạn này thì các thành viên sẽ thận trọng để xác định được cái mục tiêu của bản thân cũng như cái mối liên hệ với nhóm và mục tiêu của nhóm. Họ có thể né tránh cái sự tranh cãi và xung đột, hạn chế thể hiện ý kiến và cảm xúc của cá nhân. Mặc dù là chưa làm được điều gì trong giai đoạn này, nhưng giai đoạn này là giai đoạn để bước tiếp cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn sóng gió. Giai đoạn này các thành viên sẽ xác lập vị thế cá nhân, thiết lập cái mục tiêu của nhóm. Họ sẽ cảm thấy là đang đang dần trở thành người thắng hoặc là kẻ bại, dần trở thành là người điều hành nhóm hoặc là cái người hỗ trợ hay là người phá đám trong nhóm, đúng không? Sau đó họ sẽ xác định hình thành những cái chuẩn mực của nhóm, chuẩn mực của nhóm. Thì các thành viên trong nhóm sau khi mà bước qua cái giai đoạn sóng gió thì họ sẽ hình thành chuẩn mực của nhóm, các thành viên giải quyết xung đột và công việc chặt chẽ để tạo ra cái phương pháp để đạt được mục tiêu của nhóm, đồng thời đạt được những nguyên tắc cam kết. Nói chung là họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong việc là thể hiện quan điểm cá nhân. Giai đoạn hoạt động là giai đoạn quan trọng để tạo ra thành quả cho nhóm. Giai đoạn này thì bản sắc và sự trung thành, sự chuẩn mực ứng xử của nhóm nhìn chung là ở mức cao, và cuối cùng là dĩ nhiên rồi, bữa tiệc nào thì cũng có tàn cả, đúng không? Giai đoạn rời bỏ là giai đoạn cuối cùng. Giai đoạn này là bắt đầu phân rã trong nhóm vì không 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 còn mục tiêu tiếp theo nữa, hoặc là vì lý do nào đó nhóm không không thể tồn tại được. Đấy. Ví dụ như một nhóm học tập chẳng hạn, thì kết thúc khóa học các thành viên trong nhóm sẽ tự động phân rã. Thì nhóm, các bạn luôn nhớ rằng một nhóm được hình thành phải dựa trên cái mục tiêu từ chung, và nó đến với nhau chỉ là sự khởi đầu thôi. Hoạt động giữ được sự tiến bộ cho nhau, hoạt động cùng nhau, làm việc cùng nhau mới mới là sự thành công. Đấy. Vai trò các thành viên trong nhóm thì nhóm gồm có những cái vai trò như sau, đó là phân làm hai loại: nhóm chính thức và nhóm không chính thức. Dù là nhóm chính thức hay là nhóm không chính thức thì vai trò các thành viên trong nhóm bao gồm cũng có là trưởng nhóm, thư ký, thành viên. Và theo kinh nghiệm của tôi thì nếu các bạn trên 4 người các bạn nên phân ra làm trưởng nhóm, nếu trên 10 người thì nên phân phân phó nhóm, nếu trên trên 15 người thì nên phân thư ký, đúng không? Các thành viên trong nhóm thì có những cái vai trò nhất định được phân công và có những nhiệm vụ cụ thể. Nhóm chính thì có trưởng nhóm, đúng không? Trưởng nhóm giữ vai trò là cái người tổ chức, là người thực hiện và là người điều hành. Trưởng nhóm lo bố trí các cuộc họp từ buổi gặp đầu tiên đến khi mà nhóm tan rã. Việc mà tổ chức các cuộc họp ấy, bàn về kế hoạch cần được sắp xếp sao cho có sự tham gia bình đẳng với các thành viên, lập kế hoạch và phân công công việc sao cho các thành viên làm việc nhịp nhàng cũng là một cái nghệ thuật của người trưởng nhóm. Tóm lại, trưởng nhóm là người có trách nhiệm phân công công việc và
đảm bảo nhịp nhàng các thành viên. Các thành viên có 3 loại: hỗ trợ, củng cố và cản trở. 3 loại này người trưởng nhóm phải phối hợp họ làm sao để mà thúc đẩy khả năng làm việc. Và trưởng nhóm gì nhất rồi có càng nhiều kinh nghiệm càng tốt. Các kỹ năng điều hành của trưởng nhóm phải xây dựng trên nền tảng cảm thông, tôn trọng, quan tâm, tin tưởng và tiềm năng của nhóm, đúng không? Và nếu mà người trưởng nhóm mà không có sự ủng hộ của các thành viên trong nhóm thì rất khó để mà điều hành nhóm được. Do vậy họ phải có kỹ năng truyền thông, khả năng thúc đẩy người khác làm việc, khả năng động viên người khác và có càng nhiều trải nghiệm càng tốt. Không có thì không sao. Tuy nhiên có hai cái mà người trưởng nhóm bắt buộc phải có, đó là kỹ năng truyền thông và khả năng thúc đẩy người khác làm việc. Đấy. Cái biết thông cảm, tôn trọng và được sự ủng hộ của các thành viên trong nhóm là điều cốt lõi, là điều cơ bản. Vậy thì ở đây tôi xin nói về vai trò của các thành viên trong nhóm. Vai trò thì loại thứ nhất đó là loại hỗ trợ. Loại này sẽ giúp cho công việc hoàn thành, cũng như là người khởi xướng, người làm sáng tỏ, là người thực hiện, người đưa thông tin, người đóng góp. Cái loại thứ hai là loại củng cố. Loại củng cố thì sẽ củng cố trong nhóm, khuyến khích, quan sát, đề xuất cũng như củng cố các quy tắc. Họ cũng đôi lúc bông đùa, đồ vui cho nó. Loại thứ ba là loại tiêu cực, loại gây hấn. Loại này thường thích thống trị, thường thích đùa dai, thích pha đám người khác. Và tôi nói hai nhóm đầu là cái nhóm tích cực và cái nhóm sau ấy là cái nhóm tiêu cực. Cái nhóm tiêu cực này các bạn cần phải hạn chế và chúng ta cũng phải xác định mình là thuộc loại nhóm nào. Theo tôi ấy, để mà cùng mà đạt được cái mục tiêu của mình ấy, thì bạn nên chọn nhóm hỗ trợ và nhóm củng cố để tuân theo quy tắc của nhóm đưa ra, hoàn thành công việc của nhóm. Đấy. Và cái buổi học ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Và qua buổi học này các bạn có thể biết được trong nhóm có những quá trình nào, để từ đó các bạn đề ra hoạch định nên cái chiến lược và cái vai trò của mình trong nhóm. Và buổi học của tôi ngày hôm nay kết thúc tại đây.